Trước hết, chúng ta sẽ đến với khái niệm thế nào là mở bài và kết bài của bài văn tả đồ vật. Với phần mở bài, chúng ta có hai cách. Về cơ bản, chúng ta sẽ có cách mở bài giống như văn kể chuyện mà các con đã được học ở những phần trước. Vậy, ở phần mở bài cho bài văn tả đồ vật cũng vậy. Có hai cách, đó là mở bài trực tiếp. Với mở bài trực tiếp, con có thể giới thiệu ngay vào đối tượng được miêu tả. Cụ thể, con miêu tả cái gì, con giới thiệu trực tiếp luôn ngay từ ban đầu. Cách thứ hai, dài hơn, dẫn dắt hay hơn bởi con đã dẫn dắt xong ý mới giới thiệu vào đối tượng mà con đang miêu tả. Đó chính là mở bài gián tiếp. Với kết bài cũng vậy, giống như kết bài của bài văn kể chuyện, con cũng có hai cách. Thì ở kết bài của bài văn tả đồ vật, con cũng có hai cách như vậy. Đó là con có thể sử dụng kết bài không mở rộng. Kết bài không mở rộng có nghĩa là con nêu suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm của bản thân con đối với đồ vật mà con miêu tả. Cách thứ hai, con có thể xây dựng bằng kết bài mở rộng. Nếu sử dụng kết bài mở rộng, con sẽ nêu suy nghĩ, tình cảm của bản thân mình. Đồng thời, con có thể đưa ra những câu hỏi, tưởng tượng hoặc đưa ra lời bình luận cho đồ vật mà con vừa miêu tả. Như vậy, chúng ta có hai cách để mở và kết. Chúng mình cùng nhìn lại phần kiến thức này nhé. Với mở bài, con có thể sử dụng mở bài trực tiếp.